con được ơn là chân con bị bò mất 7 tháng mà bữa nay con đi được rồi này. Con được ơn là con bò 7 tháng. Nghĩa là sao? Chân con nó đau đầu gối. Chân con nó đau đầu gối, con tạ ơn Chúa mà nay con nó khỏi được chân. Bác sĩ vui mừng quá vì chúng ta tưởng tượng một người mà đau toàn thân như vậy mà không đi được, phải bò thôi. Mà bây giờ đã đứng dậy đi được thì cái niềm vui đó hạnh phúc biết là chừng nào. Cho nên chị đang làm chứng và trong những giọt nước mắt, trong sự nghẹn ngào. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi? Con tên là gái, 60 tuổi. Con về Thái Bình nhưng bây giờ con vào con sống ở Đắk Lắk ạ. Gái bao nhiêu tuổi gái? Con 60 tuổi ạ. Gái đạo gì? Con đạo ông bà chứ con không có đạo Phật ạ. Rồi sao mà gái biết được lòng thương xót mà đến đây rồi đang bò rồi bây giờ mà đứng lên được như thế này? Thưa cha, con thì sống ở Ehem nhưng mà xung quanh nhà con thì toàn người là bên lương. Hôm đó thì con đau chân, người nhà bên cạnh có một người thanh niên họ chết, chân con đi đau con không đi được. Thế tận đến lúc mà 3 ngày họ xong con biết sang, con mới chống gậy con sang, thì cái người bên lương họ đi đến cha một lần đầu rồi họ mới gọi con là thím ơi, chân thím làm sao đấy? Con bảo là chân tao đau đấy, hôm vừa rồi đám ma tao không sang được, tao kiêng tao không sang được, nay tao mới sang được. Nó bảo con là thím ơi, thím có đi xuống Cha Long không? Con bảo Cha Long là như thế nào? Nó bảo là Cha Long là người công giáo. Con hỏi là Cha Long người công giáo đó nha. Người đạo rồi. Con hỏi ông ấy là ông ấy già hay trẻ? Nó bảo ông ấy cũng già già rồi. Con bảo là thế ông ấy lễ như nào? Nó bảo là biết làm sao mà thím tính tâm, thím mà tin tưởng là được. Con bảo tin tưởng là như thế nào? Nó bảo là nó cứ nói mồm con không tin. Thế hôm đó thì nó đến nó thuyết phục con nhưng mà nó nói mồm con không tin. Bữa sau nó cho con mượn 5 ngày cái đài, con nghe cái đài đó con mê đài luôn. Mày có tuổi mê cái đài chứ không mê tôi. Từ đó là con cứ nghe cái đài suốt, đi đâu con cũng đeo cái đài cổ, rồi đến lúc cái dây nó rơi tuột xuống đất lúc nào rồi tìm đài như để đâu, đài nói ở chỗ kia, người đi làm chỗ này, lúc tìm đài cái đài ở mãi đằng kia lại lấy đeo lên cổ. Như anh chị em có bị áo mình có ai có được cái niềm sắc tí như chị ấy không, là đeo cái đài lên cổ không, hay là đài mà để một nơi mà người một nơi mà cả năm chưa bao giờ mở một lần? Có những người tôn giáo đã như vậy, nhận được cái đài rồi thì cứ để đó chả bao giờ nghe. Có khi anh chị em ở chính giáo điểm tin mừng mình cũng chưa bao giờ mở cái đài lên nghe không chừng nữa. Mà đây là một người đạo Phật ngoại đạo mà đeo cái đài vào cổ mà nghe ngày nghe đêm, nghe đến mê cái đài, rồi nó rớt xuống đài một nơi người một nơi mà vẫn nghe, rồi cuối cùng lấy lên đeo lại vào cổ, rồi sao nữa? Thưa cha, họ cho con mượn được có 5 ngày, bây giờ thì họ bảo con là con tin rồi, họ mới cho con được mấy câu nguyện là lòng Chúa thương xót. Thế thì bây giờ con có bằng đâu, con toàn đếm vào ngón tay này, cũng có lúc thì thành 10 công, cũng có lúc thì thành 9 công, đến lúc con chẳng biết đường nào con lần. Thế rồi đến lúc mà về sau là con mới đau chân quá, thế là con thì con không vẫn nhắn tin. Thế là hôm đấy thì em con nó ở ngoài Bắc vào nó hái cà cho con, thì con bảo là nó tên là Lại. Thế con bảo Lại ơi, bây giờ mày lên cái nhà cái hộp đấy, mày xin lên cái số điện thoại của Cha Long, mày nhắn cho tao ở chân tao quay à, thì xin cha chữa cho. Thế thì nó nhắn hôm 12 tháng 12 âm lịch, không thấy cha trả lời, con buồn lắm. Máy con cứ để suốt, đến tối nó hỏi con là chị ơi, có thấy cha trả lời cho chị không? Con bảo chẳng thấy gì, hay là cha làm sao đây?
thống đâu có sao đâu. Thế rồi đến lúc đợi đến ngày hôm sau cũng không thấy gì, cha cũng không trả lời cho con, mà trong lung tâm con buồn, mà chân con cứ què đi không đi được, tập thế nào cũng không đi được, mà con uống thuốc cũng không khỏi. Đi lên bệnh viện thì họ lấy mủ ở chân, như con thì gọi là nó hút mủ, bác sĩ hút mủ, nhưng họ lại gọi con là gọi con cái gì nhỉ, con quên gọi gì được rồi, chạy ra rồi sao nữa. Thế rồi chân con cũng không khỏi, lại đi lên viện tỉnh Đắk Lắk cũng không khỏi. Thế cuối cùng là nhắn tin cho cha hôm 12 tháng 12 âm lịch, thì đến là 28 Tết con đi lại được. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rồi bây giờ chị đọc kinh lòng Chúa Thánh Sót, mang như thế nào đọc cho mọi người nghe đây. Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tơn tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dư. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Đây, tặng anh chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đối với chị thì bây giờ không cần cái cuốn này nữa, vì quá thuộc rồi và quá hay nữa. Nhưng mà tôi vẫn tặng cho chị để chị đi giới thiệu loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác nha. Và rồi đây là thêm tặng thêm với chị cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi Chúa chúc lành cho chị. Rồi mời mấy người khác lên mau mau mau. Hallelujah. Chúng ta thấy có những người ngoài